Thấy chống nắng đẹp không đó chị ơi, nó chống nắng luôn nha. Áo này là hai mặt nha mấy chị, rất là đẹp. Áo rất là đẹp luôn nha mấy chị. Em có quần jean nữa nha, quần su trơn, quần su gan luôn nha mấy chị. Em có đủ loại hết. Có áo chống nắng, váy chống nắng luôn nha mấy chị. Rất là đẹp nha. Hay rất là đẹp luôn. Mấy chị chỉ cần chia sẻ bài thôi là mấy chị được mua một cái giá rất là cực kỳ bèo luôn. Áo rất là đẹp luôn mấy chị, có áo bằng tay luôn nha mấy chị. Đây mẫu áo cực kỳ đẹp, chỉ cần mấy chị chia sẻ bài tiếp em thôi là mấy chị mua được cái giá rất là bèo nhèo luôn mấy chị. Đó, hàng áo su nha, hàng áo su này rất là đẹp luôn. Em có áo chống nắng, váy chống nắng luôn nha mấy chị, áo chống nắng hai mặt luôn em, chỉ có 70.000 một cái thôi. Đó, váy chống nắng là váy ghim luôn nha mấy chị, với chống nắng ghim luôn nha. Đó, mấy cái áo này em còn size 34 với 36 nha mấy chị, còn size 34 với 36. Đây cái mẫu này là mẫu áo su bằng tay nha, cái mẫu áo su bằng tay này em còn một size 34 nha, một cái một duy nhất size 34, rất là đẹp luôn. Em còn cái mẫu này là size 36 nha mấy chị, cái mẫu áo su bằng tay size 36 nha. Cái này là màu xanh đen nha mấy chị, màu này là màu xanh đen. Đây mẫu áo su bằng tay, mẫu này mặc cực kỳ mềm mát luôn nha. Này là màu xanh đen nha mấy chị, rất là đẹp. Đó, cái này là 36 nha, cái này là size 36 nha mấy chị. Mẫu cây dù này nha, size 36 em còn hai mẫu này nha. Đó, một cái bàn tay màu xanh đen với một cái này màu đỏ, size 36 nha mấy chị, rất là đẹp luôn, màu xanh đen nha. Còn size 34 á là em còn cái mẫu cái dù này còn hai màu này luôn nha mấy chị. Đó, size 34 với cái áo su bằng tay này size 34 nha, rất là đẹp luôn. Đây mẫu áo này mặc cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Đó, size 34 em còn hai màu này nha, size 36 thì chỉ còn có một màu đỏ thôi, với áo su bằng tay. Đó, mẫu áo này nó rất là đẹp, có váy chống nắng ghim nha mấy chị, váy chống nắng ghim, có cái túi rất là to nha mấy chị, váy chống nắng ghim nha, rất là đẹp luôn. Chỉ có 99.000 một cái thôi. Mấy chị mà chia sẻ bài em giảm trực tiếp 10.000 một sản phẩm luôn nha mấy chị, là mấy chị mua cái váy chống nắng ghim đó nó chỉ có 89.000 thôi, rất là rẻ bèo luôn. Ở ngoài mấy chị mua cái đó cũng phải là 100 mấy nha mấy chị.
Này em bán bằng giá sỉ luôn nha. Mà em giảm 10k luôn. Rất là đẹp. Hả? Mẫu áo này cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Đây mà áo xu bằng tay nha. Cái này là màu xanh đen nha mấy chị, màu xanh đen. Xu bằng tay màu xanh đen. Rất là đẹp luôn. Đây cái dây của nó đây. Rất là đẹp. Không có quần chip nữa nha mấy chị. Mình ở đường Phan Đình Phùng, Cần Thơ nha mấy bạn. Áo khoác chỉ có 70 ngàn một cái thôi mấy chị ơi. Áo khoác hai mặt luôn nha. Mặt nào mấy chị mặc cũng được hết nha. Tại vì cái áo khoác này nó tới hai mặt rồi. Mình chỉ cần lộn lại là mình có thể mặc được một mặt khác luôn nha. Nó áo khoác chống nắng nha mấy chị, hai mặt luôn. Nó mỗi mặt là một màu khác nhau nha mấy chị. Mỗi mặt là một màu khác nhau nha. Rất là đẹp luôn, có túi luôn nha mấy chị. Đây có túi luôn, có khẩu trang luôn, rất là đẹp mà chỉ có 70 ngàn một cái. Hay có nón luôn nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Áo này hai mặt nha, mặt nào mấy chị mặc cũng được hết, mấy chị chỉ cần lộn lại là mấy chị có thể mặc, mỗi mặt là một màu khác nhau. Ở xa là mình gửi bưu điện nha bạn, ở xa là mình gửi bưu điện nha bạn. Bưu điện nó tính tiền các bạn tầm 30 35 ngàn thôi bạn. Cái xu bằng tay, cái xu bằng tay màu xanh đen này á là nó là size 34. Đó, còn size 36 là em chỉ còn có một màu này thôi. Còn cái màu đen này á là cái mẫu cây dù đen này á nó là size 34 và 36 nha mấy chị. Đó. Ủa size 34 à? Quên lộn. Này màu xanh đen này nó chỉ có là size 34 thôi. Còn cái màu đỏ này á, nó mới là có hai size, size 34 và size 36. Rất là đẹp luôn. Áo chống nắng này là hai mặt luôn nha mấy chị. Mấy chị mặc bề nào cũng được hết. Nó có khẩu trang, có nón, có túi luôn nha mấy chị. Rất là tiện lợi luôn. Thời tiết này ngoài trời rất là nóng nha. Cái này mấy chị chỉ cần lộn lại là mấy chị qua được mặc được một cái mặt một mặc được một cái áo khác, giống như là mình mặc hai cái áo vậy á. Tại vì mỗi mặt nó có một màu một kiểu khác nhau. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Tại vì mỗi mặt là một màu khác nhau nha. Em còn có mấy cái này thôi. Rất là đẹp luôn. Có váy chống nắng nữa nha mấy chị. Đây váy chống nắng này nó chỉ có 45 ngàn một cái thôi. Váy chống nắng thun này nha mấy chị. Nó chỉ có 45 ngàn một cái thôi. Nó mà nó có cái túi nữa nha. Cái túi rất là to luôn. Đó, nó chỉ có 45 ngàn một cái. Rất là đẹp luôn. Mà mấy chị chia sẻ bài là mấy chị mua cái áo này chỉ có giá 35 ngàn thôi. Chỉ cần chia sẻ bài thôi là mấy chị mua cái áo này giá 35 ngàn. 45 ngàn là giá gấp thôi mấy chị chỉ cần chia sẻ bài thôi là mấy chị được giảm 10 ngàn nha. Đó, mấy cái áo này là 70 ngàn cái nha mấy chị. Mấy chị chỉ cần nhấn nút chia sẻ bài thôi là mấy chị được mua giá 60 nha. Chỉ cần chia sẻ bài thôi là mấy chị mua được giá 60 nha mấy chị. Rất là đẹp nha. Áo chống nắng đó 70 ngàn chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài với chị 70 ngàn nha mấy chị. Đây rất là đẹp. Nó áo này có túi luôn nha mấy chị. Áo này có túi luôn nha. Đó, áo này có túi, có khẩu trang luôn, hai mặt luôn. Áo chống nắng này là hai mặt nha mấy chị, chỉ có 70 ngàn thôi. Đó, có túi nó bảo vệ tới bàn tay của mình luôn nha mấy chị. Đó, rất là đẹp luôn, nó hai mặt, giống như mấy chị mặc hai cái áo vậy. Mấy chị chỉ cần lộn lại là mấy chị được mặc một cái áo khác rồi. Tại vì nó hai màu nó khác nhau và nó có hai kiểu khác nhau luôn. Mẫu trong là hình khác, mẫu ngoài là hình khác nha mấy chị. Chứ nó không có giống nhau nha. Giống như là mình mặc được hai cái áo, mình mua một và được hai á.
Đây. 58 kg là mặc 3X nha chị. Mặc cái áo 3X nha. Mình coi cái áo này 2X. Cái áo này 2X. 58 kg là mặc được cái áo 3X nha mấy chị. Đây mẫu 3X nha. Đây mẫu 3X nè, cái này là đó. Mẫu 3X, em còn 3 cái nha. Đây. Đó, em chỉ còn 3 cái mẫu 3X nè nha mấy chị. Còn 3 cái mẫu 3X. Rất là đẹp luôn. Mình ở đường Khoa Đình Phùng Cần Thơ nha mấy chị. Mấy chị mua vui lòng đặt cái này giùm em kèm theo số điện thoại giùm em, chứ em không có mở shop nha mấy chị. Em không có mở shop nha. Em ở đường Khoa Đình Phùng Cần Thơ. Rất là đẹp, chỉ có 70.000 thôi. Em còn 3X nè, em còn 3 màu khác nhau nha. 3 kiểu nha, chỉ còn có 3 cái thôi. Đây, bạn chọn cái màu nào? Bạn chọn cái màu nào mình bận cho bạn coi. Bạn chọn cái màu nào đi rồi mình bận cho bạn coi. Rất là đẹp luôn. Nó chỉ có 70.000 một cái thôi. À, mình gửi bưu điện nha bạn, chừng 30-35.000 nha mấy bạn, tại vì bưu điện tính phí nó xa gần á mấy bạn. Bưu điện tính sao là mình tính với bạn y vậy thôi, chứ mình không có thêm bớt gì nha mấy bạn. Chỉ tầm mình gửi, thường thường mình gửi một bọc quần á tầm 30.000 nha, một quần 10 cái của mình á tầm 30.000. Mấy bạn mua nhiều thì tiền ship mấy bạn tính ra nó sẽ rẻ hơn. Mấy bạn mua nhiều quá thì tiền ship của mấy bạn nó sẽ rẻ hơn. Đây bạn cái này nha. Rất là đẹp. Nó trong nó cũng là một màu khác nhau nha. Nó cái này nó trong nó là màu đỏ. Rất là đẹp luôn. Mình có quần chip nha bạn, quần quần su gen, quần su trơn, váy chống nắng, áo chống nắng nha. Đây rất là đẹp luôn. Này cái này mình thọ cái tay mình vô mình chạy xe nè, đó, nó bảo vệ trên bàn tay mình. Còn mình không muốn đeo cái này á, nó có cái nút ngay đây nè, mấy bạn có thể gài trên này. Nó có cái nút gài nha. Đây. Nhấn mạnh vô mấy bạn có cái nút gài nha. Rất là đẹp. Đó, cái mẫu này là 3X nha. Đây. Cũng tới đây luôn nha mấy bạn. Đó, cái mẫu 3X. Phía trong nó là màu đỏ này nha. Rất là đẹp luôn. Mặc chống nắng thoải mái luôn nha mấy chị. Mình quần chip, quần su gen, quần su trơn nha mấy chị. Su gen, su trơn, su thông hơi. Có quần thường 10 cái 80.000 nữa. Đủ loại hết. Đó, mẫu áo này rất là đẹp luôn, chỉ có 70.000 một cái thôi. Tùy loại nha mấy bạn. Tùy loại nha. Quần su trơn á là 10 cái là 200 nha. Nhưng mà mấy bạn á, không chị ơi, áo này của em là bằng giá sỉ luôn rồi đó, không bớt được. Mấy bạn mua cái áo này ở ngoài cũng cả trăm, trăm mấy ngàn một cái, chứ không có 70.000 đâu. Rất là đẹp luôn. À, quần su á 10 cái là 200 nha, quần su trơn nha mấy chị. Nhưng mà mấy chị chia sẻ bài là mấy chị còn có, mấy chị chỉ cần chia sẻ bài là mấy chị mua cái quần 10 cái quần su trơn chỉ có 190 thôi. Rất là đẹp luôn. À, em có quần su thông hơi nha. Nhiều kiểu lắm, nhiều giá. Nó không có một giá giống nhau, nó có nhiều giá nha mấy chị. Em bán lần 10 quần nha. 10 quần là đủ màu nha mấy chị.
chị coi cái mẫu quần nha. Đây cái mẫu quần này 10 cái 200 đây. Quần này quần su ép thái nha mấy chị. Đó, quần su ép thái nha. Áo khoác 45 kg mặc không vừa nha chị. Ủa 75 kg mặc không vừa nha. Vi Thủy ơi, bạn cho mình xin số điện thoại các bạn, kèm theo số điện thoại mình mới chốt hàng được nha. Phải có số điện thoại mình mới chốt hàng được nha bạn Vi Thủy. Đây cái áo này rất là đẹp nha. Ủa còn cái quần. Đây cái quần su trơn nha. Quần su ép thái trơn nha mấy chị. Cái này á nó mặc cực kỳ mát nha, mình cầm mà mát lạnh trên tay luôn nha mấy chị. 10 cái đủ màu, chỉ có 200 thôi. Rất là đẹp luôn. Đó, đảm bảo đẹp cho mấy chị luôn mà 10 cái nhiều màu luôn nha mấy chị, chứ không phải một màu em dơ lên nha, em chỉ dơ lên mẫu một cái cho mấy chị coi thôi, chứ thật ra nó là nhiều màu nha mấy chị. Em bán quần nào nó cũng nhiều màu hết. Rất là đẹp luôn. Áo 70.000 chị ơi. Áo 70.000 một cái. Cái nãy em mặc là size 3X nha. Cái này mặc là size 3X nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Quần su trơn, quần su ghen nha. Đây 10 cái 80.000 luôn. Đó, ở trên này nó có cái đường ghen này nha mấy chị. Rất là đẹp. Bạn bao nhiêu ký? Bạn bao nhiêu ký vậy bạn? Bạn bao nhiêu ký bạn ơi? Rất là đẹp nha. Bốn mươi sáu ký là bạn mặc một ít nha bạn. Đó, 46 kg là bạn mặc một ít nha. À, cái một ít thì như mình còn có một cái một hả? Là một ít mình còn có một cái một hả? Đó, ở trong nè, ở trong nó có hình là con mèo với trái dâu. Đó, rất là đẹp luôn. Ở ngoài nó hình này. Đó. 46 kg, cái này 1X, còn một cái duy nhất nha mấy chị. Còn một cái duy nhất này nha. Size 1X á. Còn bạn ơi, còn nhiều mẫu lắm. Từ từ mình đưa lên cho mấy bạn coi. Không ơi, 80.000 là quần thường nha bạn. 80.000 là quần thường. Nè mẫu này 80 luôn nè mấy bạn. Này nó có thêu nha. Nó thêu hai cái bông nha. Hả? 80.000 10 cái. Quần ghen là qua cái quần su ghen rồi nha mấy chị, là mẫu là giá khác rồi nha. Đây. Trên này có chữ CK nha. Rất là đẹp luôn. 55 kg nha mấy chị. Đó. 80.000 luôn. 10 cái luôn nè. À bây giờ. Bây giờ cái mẫu quần này là số 1 nha. Cái mẫu quần này là số 1 nha. Đây cái mẫu con muông bướm này là số 2 nha. Đó, cái mẫu này là số 2 nha. Nó có thêu cái bông. Chỉ có 80.000 10 cái thôi. Cái mẫu CK này á. Này là số 3 nha mấy bạn. Mẫu CK này là số 3 nha. Đó,
là đẹp luôn. Mỗi cái chỉ có 80.000 thôi. Đây, cái mẫu này là số 4 nha. Đó, cái này là nó ép vô đi mấy chị. Đó, cái này là số 4 nha. Thì có 80.000 10 cái luôn. 50kg nha mấy chị. 50kg đổ lại. Ủa, 55kg đổ lại. Đó, cái mẫu này là số 5 nha. Rất là đẹp. 10 cái nhiều màu nha mấy chị. Đây, mẫu này là số 6. Rất là đẹp luôn. 10 cái nhiều màu nha. Rồi, có mấy mẫu đó bạn ơi. Có mấy mẫu đó là 80.000 đó bạn. Có mấy mẫu đó 80.000. Rồi mình dơ mấy cái mẫu xu lên cho mấy bạn coi nha. Số 6. Đây, khá là đẹp luôn. Bạn nào lấy thì kèm theo mình số điện thoại giùm mình mới chốt hàng nha mấy bạn. Mấy bạn kèm theo số điện thoại giùm mình mới chốt hàng được. Không có số điện thoại là mình không chốt hàng được nha mấy bạn. Xong rồi mấy bạn inbox giùm mình những cái địa chỉ giùm mình nha. Võ Kiều Nữ. Mười cái chỉ có 60.000 ở 80.000 nha. Mấy bạn ơi, kèm theo số điện thoại giùm mình nha. Tú Trần. Không, 918. Lấy anh móc cho mình địa chỉ nha mấy bạn. 9477 48. Bạn Tú Trần ơi, bạn cho mình số điện thoại đi bạn ơi. Mười cái nha bạn, 10 cái 80.000 nha. Đây, mẫu này là số 6 nha, 10 cái luôn. 10 cái 80.000 nha. Đó, 10 cái quần chỉ có 80.000 thôi. Bạn Tú Trần ơi, bạn cho mình số điện thoại nha. Mình mới chốt được nha mấy bạn. Không có số điện thoại là mình chốt cũng được nha. Đó, 10 cái luôn, nhiều màu luôn mà nó chỉ có 80.000 thôi. Đó, cái này là số 5. Đây, cái mẫu su đây. Mẫu su gan nha, có lỗ thông hơi nha. Đó, phía trên nó là cái viền hình trái tim nha mấy chị. Đó, nó là lỗ thông hơi nha. Nó là gan có lỗ thông hơi nha, rất là đẹp. Thông hơi trước sau luôn nha mấy chị. Đó, hai bên nó là gan nha. Đó, 10 cái nó chỉ có 160 thôi. Đây, su gan có lỗ thông hơi. 10 cái nó 160 nha. Đó, cái này 10 cái nó 160 nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Đó, su gan có lỗ thông hơi nha. Mình có cái mẫu này nó cũng có lỗ thông hơi nữa. Đây, mà nó có gan thì rất là đẹp. 10 cái này là 200 nha. Đó, su gan nha mấy chị. Su gan có lỗ thông hơi nha. Đó, phía sau nó là lỗ thông hơi nha. Đây, lỗ thông hơi đây. Mặt rất là mát. Đó, phía sau nó là lỗ thông hơi nha. Mặt rất là mát luôn. Cực kỳ đẹp nha. 10 cái nhiều màu nha mấy chị. 10 cái nhiều màu nha. Đó, cái gan nó rất là đẹp nha. Lỗ thông hơi luôn. Mặt cực kỳ mát, cực kỳ êm luôn. Mặt rất là êm nha mấy chị. Đó, nó có lỗ thông hơi. Mặt rất là mát. 10 cái nhiều màu nha, 200 nha mấy chị. Đây, mẫu này 180 nha. Mẫu này mặc rất là mát nha. 55kg không nha mấy chị, 55kg đổ lại không nha. Đó, mẫu này nha, 10 cái nó chỉ có 180 thôi. Rất là đẹp luôn. Đây, phía sau nó đây. Mát lắm nha mấy chị. Mặc cái mấy cái quần ghen này rất là mát nha.
10 cái nó chỉ có 180 thôi mà nó có nhiều màu. Nó có nhiều màu nha, chứ không phải một màu em dơ lên đâu nha mấy chị. Em dơ lên mẫu cho mấy chị coi thôi, chứ 10 cái nó nhiều màu nha. Mẫu này nó cũng 180 luôn. Nó quần cực kỳ đẹp luôn. Thấy cái ghen không là khoái rồi. Đó, 10 cái nó chỉ có 180 ngàn. Rất là đẹp. Đây cái ghen nó rất là đẹp. Đó, 10 cái nhiều màu luôn. Chỉ có 180 thôi. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Thấy mấy cái quần này là khoái luôn. Đây, mẫu này là 200 nha. Đó. Mẫu này là 200 nha, 10 cái nhiều màu luôn, mặc thoải mái luôn. Rất là đẹp. Đây nó rất là đẹp luôn. Mà 10 cái nó chỉ có 200 thôi. 10 cái nhiều màu nha mấy chị. Đây mẫu này là su trơn nha. Bỏ kiều nữ. Rồi chị lấy cái 200 hả? Chị lấy cái này phải không? Chị lấy cái này 200 phải không? Đẹp lắm đó chị ơi. Rồi. Ây da. Cái 200 nha. Rất là đẹp. Đó, cái mẫu 200 này nha chị, rất là đẹp nha. Đó, mẫu của chị lấy đây. Đẹp lắm mấy chị ơi. Em lấy cho chị vỏ kiều nữ mẫu này 200 nha chị. Rồi. Chị Tú Trần ơi, chị có lấy cái mẫu 80 không chị? Mẫu số 6 không chị? Chị cho em số điện thoại em mới chốt hàng được nha chị. Đây, mẫu này cũng 200 thôi nha. Su ép trơn nha mấy chị. Nó quần này mặc rất là mát. Su trơn nha. Mặc mấy chị mặc với mấy cái đầm ôm để kia là khỏi có nhìn thấy gì luôn nha. Rất là đẹp. Em có mẫu quần 65kg nha mấy chị. Có mẫu 65kg nha. Mấy mẫu em dơ lên là chỉ có 55kg đổ lại thôi. Chị ơi, em bán này là giá rẻ lắm rồi, em không có giảm được chị ơi. Em không có bớt được. Là chị lấy cái loại nào? Vậy là bây giờ là chị không có lấy cái loại su ghen này phải không? Mà chị lấy cái loại su trơn này. Đúng không chị? Chị lấy cái loại su trơn phải không? Thì em đổi qua cho chị cái loại su trơn này. Chị không có lấy cái loại su ghen. Phải không chị, comment lại giùm em nha chị. Rồi. Rồi đó, chị lấy cho chị cái loại đó phải không? Chị không có lấy cái loại su này. Trời ơi, cái su này đẹp lắm chị. Lấy luôn hai bịch đi chị ơi. Cái này đó, đẹp lắm. Rồi em thảy lên cho chị cái loại su ghen. Của su trơn. Rồi. Em có cái quần hôm nay nè nghe mấy chị, em còn một cái duy nhất nha. Chỉ có 80 ngàn thôi. Đó, cái quần hôm nay đùi nha. Đây quần hôm nay đùi nha. Phía dưới nè, phía dưới cái đùi nó có ghen này rất là đẹp nha. Quần hôm nay nghe mấy chị, em còn một cái duy nhất luôn. Xả cho mấy chị giá 80 luôn nghe mấy chị. Đó, em còn một cái duy nhất thôi, rất là đẹp. Quần hôm nay nha. Còn con cái à. Không được chị ơi. Cái áo khoác là 70 ngàn rồi. Quần đó 200 là phải 270 mới được chị. Em không có bớt được. Tại vì cái bán cái giá này là sát giá của em luôn rồi. Em đâu có lời đâu mấy chị yêu.
Đây cái mẫu này là 200 luôn nha mấy chị. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Mẫu này là 200 nha. Đó. Ai mua cũng phải chịu tiền ship hết trơn á chị ơi. Chị mua nhiều thì tiền ship mấy chị tính ra nó sẽ rẻ hơn. Còn mấy chị mà mua ít thì mấy chị có thể mua nhiều để tiền ship nó rẻ hơn. Em cũng hay mua đồ trên mạng thì em cũng phải chịu tiền ship thôi, ai cũng vậy rồi mấy chị ơi. Này cái hàng này hàng loại 1 nha mấy chị. Hàng này hàng loại 1 nha mấy chị yêu. Rất là đẹp luôn. Đó. Chỉ có 200 thôi, 10 cái nha, hàng này hàng loại 1 nha, 10 cái nhiều màu luôn. Đẹp lung linh luôn nha mấy chị. Rất là đẹp. Đó, 10 cái nó chỉ có 200 thôi. Rất là đẹp luôn. 10 cái nhiều màu nha mấy chị. Mấy mẫu này là đẹp khỏi chê luôn. Mấy chị nào mà mặc á, mấy cái áo su này nè, với mấy cái quần su này kia mấy chị mặc rồi là mấy chị mặc khoái lắm. Là mấy chị chỉ thích mặc mấy cái mẫu đó thôi. Mấy mẫu su này nó êm lắm. Mặc nó rất là êm. Đây. Nè size 34 nha mấy chị, size 34 em còn màu này nha. Áo dây hả chị? Áo dây em hết rồi. Áo dây em mới bán hết rồi. Áo ba dây của em mới bán hết rồi. Em chỉ còn có mẫu áo cây dù này với mẫu áo xu bằng tay à. Đó, xu bằng tay, cái này là màu xanh đen nha mấy chị, chứ không phải màu đen nha. Cái này là màu xanh đen nha. Rất là đẹp, mặc êm lắm. Đây. Cái dây của nó nè. Rất là đẹp. Mẫu này mặc rất là êm. Nói em còn chỉ có hai mẫu áo thôi, một áo cái dù và một mẫu áo su thôi nghe mấy chị. Đó, áo khoác này, áo khoác hai mặt này mặc rất là đẹp luôn á. Mặc có được hai mặt luôn, giống như mấy chị mặc mua hai cái áo vậy, mấy chị lộn lại nó ra một cái áo khác rồi, tại vì nó mỗi mặt nó là mỗi cái màu khác nhau với nó cái kiểu khác nhau luôn mấy cái hình đó chị. Mấy cái áo á, áo là 70.000 một cái nha. Áo khoác chống nắng, váy chống nắng jean nó là 99.000 một cái nha mấy bạn. Đây áo su này 70.000 một cái nha. Mấy chị chia sẻ bài là em bán cái áo su này giá 60 luôn. Chỉ cần chia sẻ bài là em bán cái giá áo su này giá 60 luôn nha. Không chia sẻ là quay lại giá 70 nha mấy chị. Rất là đẹp. Bạn nào chia sẻ bài là em giảm 10.000 luôn nha. Em giảm 10.000 vô áo su này nha mấy chị. 70.000 một cái mấy chị yêu ơi, 70.000 một cái. Với điều kiện mấy chị, nếu mà mấy chị chia sẻ bài em sẽ bán giá 60. Mà cái xu bằng tay này á, cái xu bằng tay màu xanh đen này á là nó chỉ có size 36 à. Còn size 34 là nó màu này mấy chị. Còn mà cái áo còn cái áo mà cây dù á đen này nè là size 34 nha. Một áo xu đen. Xu bằng tay nha chị, xanh đen nha. Chị một cái áo xu bằng tay xanh đen hay là chị lấy một cái áo xu này. Cái áo xu này là nó là size 34. Còn cái áo bằng tay này là size 36. Chị lấy cái áo nào vậy chị? Rất là đẹp. Chia sẻ bài là chỉ có 60.000 một cái thôi. Chị lấy áo nào chị? Size mấy? Tại vì cái mẫu xanh đen đó. Xanh đen đó là size 36 nha chị. Size 36 nha. Rồi để em chốt cho chị một cái xu xanh đen size 36. Rất là đẹp luôn. Rồi ok chị. Áo su á là nó chỉ có 36 à nha bạn. Anh Tư Nguyễn Đỗ, áo su á là nó chỉ có 36 thôi.
Màu xanh đen này nó không có size nào mà 37 nha bạn. Tay nó là 36 nha. Đó, bàn tay mình chỉ còn hai cái thôi. Hai cái bàn tay nè. Với cái màu cây dù đỏ này nha các bạn. Size 36. Rất là đẹp luôn. Còn 34 là mình còn cái mẫu này nha mấy bạn. Mẫu này nha, màu này với màu đỏ nha. Với cái áo bàn tay này nha. Đó, rất là đẹp luôn. Dạ ok chị. Mấy mẫu này mặc đẹp lắm chị ơi. Đó, 36 nha mấy chị. Cái mẫu cây dù này đẹp lắm nè chị. Vậy 36 là chị lấy 3 cái này hả chị? Coi. 36 là em chỉ có hai cái mẫu bàn tay này màu xanh đen với cái mẫu cây dù màu đỏ đây thôi, em không còn màu nữa, hết màu rồi chị ơi. Chỉ có hai màu hả chị, được không chị? Hay là chị lấy hai cái màu cây dù màu đỏ, một cái màu xanh đen cũng được, hoặc là chị lấy hai cái màu xanh đen, một cái màu đỏ. Có hai màu hả chị ơi? Chị lấy cái nào chị comment số điện thoại giùm em nha, em có số điện thoại em mới chốt hàng được nha chị. Rồi chị lấy ba cái này ha. Cho em số điện thoại em mới chốt hàng được chị ơi. Em có số điện thoại em mới chốt hàng được nha chị. Có số điện thoại em mới chốt hàng được. Không có là em không có chốt hàng được mấy chị yêu. Dạ rồi, cho em số điện thoại đi chị ơi. Chia sẻ bài giùm em nha chị, chia sẻ cho chị mua giá 60 nha chị. Chị không chia sẻ chị mua giá 70 nha. Rất là đẹp luôn. Cái mẫu áo này nè chị Kiều Nữ, mẫu áo này đẹp lắm, sao chị không lấy một cái này nữa. Cho em số điện thoại em mới chốt được chị ơi. Cho liền giùm em nha, em mới chốt được. Cho liền em mới chốt được nha chị. Có mấy chị á mua sao em xin số điện thoại cái mấy chị đó, nói để lát nữa mấy chị cho, xong rồi mấy chị không cho luôn, xong rồi em nhắn tin em hỏi mấy chị cũng không trả lời luôn. Em cũng không biết sao nữa. Mấy chị mua hàng á, mấy chị muốn mua mấy chị hãy mua giùm em nha mấy chị, để thôi em điện á, có mấy chị điện không bắt máy, còn có mấy chị điện á cái mấy chị nói là mấy chị không có mua. Mấy chị nói điện lộn số này kia. Em phải xả ra. Em bán em đâu không có lợi nhiều đâu mấy chị yêu ơi. Mấy chị mua mấy chị hãy đặt giùm em nha. Lá inbox giùm em cái địa chỉ nha chị. 0120298 5511. Rồi ok chị. Mẫu áo này rất là đẹp luôn. Đó, cái mẫu áo đỏ này em còn một cái size 36 nữa nha mấy chị. Em còn một cái size 36 nữa nha. Một hai cái gì á, như hai cái hay gì á, nhớ nữa. Để xem. Rất là đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Đó, cái mẫu size 34 nó cũng rất là đẹp luôn.
34 duy nhất 34 nó mới còn màu này nha mấy chị. 36 mấy chị kêu em moi cái màu này ra em cũng không có để moi nữa. Chỉ có 34 nó mới có cái màu này. Một áo là 70 ngàn nha mấy chị. Mấy chị chỉ cần nhấn nút chia sẻ bài thôi là mấy chị có thể mua được cái áo này, giá chỉ có 60 ngàn thôi. Mà size 34 em còn chỉ có màu này thôi, mấy chỉ có size 34 nó mới có màu này nha mấy chị, mà chỉ còn có 3 cái duy nhất thôi. Nó dưới nó còn màu này nữa nha. Đây size 34. Màu này thì em còn nha mấy chị, còn màu này á thì duy nhất chỉ còn có 3 cái thôi, size 34. Đó, nó còn cái xu bằng tay nữa nha mấy chị. Còn một cái xu bằng tay size 34 nữa nha. Rất là đẹp luôn. Đó, mẫu áo nào cũng rất là đẹp. Chia sẻ bài mấy chị mua cái áo với giá chỉ có 60 ngàn thôi. Cái vây chống nắng này nha mấy chị, có 45 ngàn một cái. Đây, váy chống nắng chỉ có 45 ngàn một cái. Rất là đẹp. Váy chống nắng này là đẹp khỏi chê luôn nha. Đó, quần này 10 cái nó chỉ có 80 ngàn thôi. 10 cái quần nhiều màu luôn nha mấy chị. 10 cái nhiều màu luôn mà nó chỉ có 80 ngàn. Ngờ luôn mấy chị yêu ơi. Đó, quần su nha, quần su gan nha. Này quần su gan này rất là đẹp. 10 cái nhiều màu luôn nha mấy chị. Mấy mẫu quần rất là đẹp luôn, 10 cái nó chỉ có 80 ngàn thôi. Tiền ship hả mấy bạn, mình gửi bưu điện nha. Tầm 30-35 ngàn nha mấy chị. Tùy xa gần với tùy số lượng ít nhiều. Mấy chị mua nhiều thì tiền ship mấy chị nó sẽ rẻ hơn. Mấy chị tính ra nó ngợi hơn. Nó ngợi hơn là lúc mấy chị mua ít. Đó, mình mua á, mình mua đồ đó, mình mua nhiều tiền ship của mình nó sẽ rẻ hơn. Đây cái váy chống nắng này nha mấy bạn, mình còn 2 cái nha, nó chỉ có 45 ngàn cái thôi, mình còn 2 cái. Này váy chống nắng nha, có cái túi luôn, và mình có váy chống nắng jean nữa nghe mấy chị. Đây cái mẫu này là mẫu váy chống nắng jean nha, rất là đẹp luôn. Nó cái mẫu chống nắng như thế này. Đây. Mẫu chống nắng riêng nha. Chỉ có 99 ngàn thôi, mẫu chống nắng riêng nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Chỉ có 99 ngàn một cái thôi, mẫu chống nắng riêng. Đây, rất là đẹp. Cái túi nữa nè mấy chị, cái này là cái túi hình trái tim nha. Đó, túi chà bá lửa luôn. Túi hình trái tim nha. Này là ghiên nha mấy chị. Rất là đẹp. Đẹp khỏi chê luôn. Mấy mẫu quần á rất là đẹp luôn mấy chị. Đó, mẫu quần mẫu áo rất là đẹp luôn. Mấy mẫu này mấy chị mua ngoài cũng có 20 mấy ngàn cái, mà mình mua 10 cái giá nó rẻ hơn, về mặc được nhiều màu nữa chứ không phải là bán một màu. 10 cái nó có nhiều màu luôn. Đó, rất là đẹp.
Này nó có lỗ thông hơi nha. Đó, phía xa nó là lỗ thông hơi nha. Đó, su gan có lỗ thông hơi luôn. Thì mấy quần này mặc mát lắm. Mà nó êm nữa, 55kg. Mấy quần này mặc cực kỳ mát luôn. Này nó thu thông hơi hai mặt luôn, mặt trước mặt sau luôn, ở trên nó có viền trái tim luôn nha. Đó, mặt trước mặt sau thì nó cũng có lỗ thông hơi hết. Mấy mẫu su này mặt đẹp lắm, mặt nó mát nữa, nó êm nữa. Mấy mẫu su này chừng 55kg nha các bạn. Mấy cái mẫu quần 55kg nè. Mấy mẫu quần mình dơ lên là chỉ 55kg thôi nha, 55kg đổ lại nha. Mấy mẫu quần là toàn là 55kg thôi nha. 55kg đổ lại là mấy chị có thể mặc vừa hết. Còn cái váy chống nắng đó là bao nhiêu ký cũng mặc được hết nha mấy chị. Áo quá thì nó có size 1X, 2X và 3X nha. Quần bự hơn á chị, quần bự hơn có, em còn hai mẫu. Một mẫu 140 và một mẫu 190. Mẫu 65kg nha. 65kg. Này 65 70kg thôi. Hả? Nó chỉ có cái mẫu quần này là 140 nha. Mẫu quần này là 140. Mười cái nhiều màu. Mẫu đó là 140 nha. 10 cái. 65 70kg. Còn mẫu này là mẫu 190 nha. Mẫu này là mẫu 190. Đó, 65 70kg luôn. Rất là đẹp, 10 cái nhiều màu luôn, chỉ có 190 thôi. Tiền size lớn nha các bạn. Có hai mẫu đó đó chị. Em còn hai mẫu này size lớn à. Còn nhiêu là size 55kg không? Hai 10 cái có 80.000. Mười cái 80 nha mấy chị, 10 cái 80. Áo su nha mấy chị. Chữ mẫu CK nè. Đây cái mẫu CK đây. Cái mẫu CK này 10 cái 80 nha mấy chị. Rồi ok. Chị Nguyễn Mỹ Anh ơi, chị có lấy mẫu này chị kèm theo số điện thoại giùm em nha. Em mới chốt hàng được nha chị.
Rồi ok chị. 10 cái có 80 thôi mấy tình yêu ơi. Mỹ Anh Mỹ. Lát comment giùm em cái địa chỉ giùm em nha chị. Không 90302. Sáu sáu hai hai. Mẫu rất là đẹp luôn. Đây mấy cái mẫu xù ghen. Đây cái mẫu này là ghen thông hơi hai mặt luôn nè. Mặt trước mặt sau luôn nha bạn. Đó. 10 cái này nó chỉ có 160 thôi nha. Đó, nó có lỗ thông hơi nha, mặt rất là mát nha. Trên gì nó có hình trái tim nha mấy chị. Đó, 10 cái nó chỉ có 160.000 thôi. Rất là đẹp luôn. 10 cái nhiều màu nha mấy chị. Em vô một cái màu một màu lên nó là mẫu thôi chứ thật ra nó nhiều màu nha. 10 cái nó rất là nhiều màu. Nó rất là đẹp luôn. 10 cái đó 160 nha. Đây. Đó, cái này phía trước này phía sau rất là đẹp. Nó rất là mát nha mấy chị. Nó phía sau nó là lỗ thông hơi nữa nha. Đây phía sau nó là lỗ thông hơi nha. Này 10 cái 200. Nó rất là đẹp luôn. 210 cái. Nhiều màu luôn nha. 10 cái 200. Phía trước là ghen, phía sau là lỗ thông hơi. Mấy này mấy chị mua ngoài cũng hai mấy ngàn cái. Đây mẫu này chỉ có 180 thôi. Mẫu thì này thì nó chỉ có 180 thôi. Nó mặc cực kỳ mát luôn. Mẫu này mặc cực kỳ mát luôn nha. Phía sau nè 55kg không nghe mấy chị. 55kg đổ lại là mặt vừa. Đó, 10 cái luôn, chỉ có 180.000. Mấy món này mấy chị ra ngoài mua cũng phải 20 mấy ngàn một cái. Mấy cái chị mà ở xa mình mua trên này nè, mình gửi bưu điện á, mấy chị mua nhiều á, mấy chị tính ra mấy chị nó sẽ rẻ hơn á. Em cũng hay mua đồ mạng lắm. Em bán trên mạng chứ em cũng hay mua lắm. Đây cái quần này rất là đẹp. Giá cái này cũng 10 cái cũng có 180 thôi. Cái này màu đen nha mấy chị. Đó phía sau đó nè. Mát lắm nha. Mười cái cũng chỉ có 180 thôi. Đây, em chỉ có mấy cái mẫu quần su ghen đó thôi mấy chị ơi. Đó, em chỉ còn có em còn có mấy mẫu quần su ghen đó thôi. Mẫu 210 cái. Đây cái mẫu này là 200 nè mấy chị. Đây. Mẫu này là mẫu 200 nè. Nó 10 cái. Áo thì 70.000 cái nha mấy chị chia sẻ bài là bán áo 60 cho mấy chị luôn nha. Đây quần này 10 cái 200 đây. Rất là đẹp. Su ghen mấy chị, 10 cái 200. Đây cái mẫu này. Đây mẫu này 10 cái 200. Su ghen phía sau nó có lỗ thông hơi. Đó, phía sau nó có lỗ thông hơi nha. Nè cho bạn coi nó mặc rất là mát nha, nó rất là im. Đó,
phía sau nó lỗ thông hơi, phía trước nó đặt là gan rất là đẹp. 10 cái 200 nha. Đó, mình có hai loại nha mấy bạn, 10 cái 200. Su gan có lỗ thông hơi, mình ở đường Phan Đình Phùng Cần Thơ, đây mẫu áo này size 34, size 34 mình còn một cái màu đen nữa, mình còn một màu đen với màu đỏ này nha, hai màu nha, với một cái áo xù bằng tay nha, size 34 áo xù bằng tay. Còn size 36, size 36 thì mình chỉ còn có màu này thôi. Đó, size 36 thì mình chỉ còn có màu này thôi. Đó rồi. Đây size 36 nha. Size 36 chỉ còn màu này thôi. Còn size 34 thì nó còn màu này nữa. Size 34 thì nó có hai màu. Su nha mấy bạn. Su rất là đẹp nha. Đó, mẫu áo này mặc rất là mát nha. Nó mềm lắm, mặc mát lắm. Mở áo xù bằng tay nha. Đây C34 có cái gì nhất ha mấy tình yêu, C34 có cái gì nhất thôi. Anh Khánh mà, tại mình không có gành đường mà áo đường nào bạn ơi, ngay khúc nào mới được. Su đỏ 34. Chị ơi kèm theo số điện thoại giùm mình nha bạn. Chia sẻ mới mua được giá 60 nha mấy bạn. Mua chừng từ 2 sản phẩm trở lên mình mới đi, mình mới ship nha mấy tình yêu. 2 sản phẩm trở lên mình mới ship nha. Tại cái này mình bán cái giá này nó rất là bèo nhèo luôn rồi. Một cái mình đi ship cũng được. Một cái mấy bạn vui lòng lại nhà lấy giùm mình nha. 2 cái trở lên mình mới ship được nha mấy tình yêu. Đó, 34 nha. Đây rất là đẹp luôn. 34 mình có 2 màu nha. 34 mình có 2 màu. Đó, chỉ có 60 ngàn một cái thôi, quá rẻ luôn. Bạn nào hốt hết 3 cái này luôn đi nè. 3 cái 3 màu khác nhau nè. Đó, cái này là bàn tay nè. Rất là đẹp luôn. Đây size 34. Đó, mình có 3 màu này, size 34 duy nhất bằng tay, còn con cái nha mấy chị. Ở xa là mình không có miễn ship được nha mấy bạn. Ở xa là mình không có miễn ship được nha. Tại Nguyễn Văn Cừ á, Nguyễn Văn Cừ đó nó dài lắm bạn ơi. À, chợ An Khánh nè. Bạn mua nhiều đi ơi, bạn mua nhiều mình mới miễn ship được. Còn mua một hai cái mà miễn ship được đâu bạn nhỉ. Giống như là bạn mua hai cái áo đi với một bọc quần đi, mình có thể miễn ship, mình có thể đi giao được. Quần 200 với quần 108. Đây mẫu quần 200. Đây mẫu quần 200 nha. Đó phía sau là su thông hơi nha, nó có lỗ thông hơi nha. Mấy quần này mặc mát lắm các bạn. Mấy mẫu quần này mặc mát lắm. Su nha, su ghen nha mấy chị. Đó, nhiều mình mới miễn ship được nha các bạn. Ở Ninh Kiều mới miễn ship được, còn xa là mình phải tính tiền ship nha. Đây bạn Thoại Võ ơi, bạn lấy một cái thì lại nhà lấy giùm mình nha, hai cái cho lên mình mới ship nha mấy bạn. Đó, mẫu đó 200. Đây mẫu 108. Cái viền trái tim nó chỉ có 160 à bạn. Tình yêu ơi, viền trái tim nó có 160 à. Đây trái tim tình yêu đây, I love you đây. Nè viền trái tim nè. Đó, su thông hơi nha, su gan thông hơi có viền trái tim nha. Đây chỉ có 160 thôi, 10 cái chỉ có 160 thôi. 10 cái nhiều màu luôn. Đẹp lắm. Mặc mát lắm. Đó, 10 cái chỉ có 160 thôi.
Còn cái mẫu này nó mới là 200. Nó xu thông hơi phía sau, mà phía trước này nó có ghe như vậy nó mới 200. Còn mẫu quyền ghiền trái tim nó chỉ có 160 à. Đẹp lắm nha. Mấy quần này mặc rất là mát. Đây mẫu 180 nè. Đó, mẫu này là mặc mát luôn. Mặc rất là mát luôn. Mẫu mã thì nó rất là đẹp. Kiểu dáng nó đẹp. Thôi em có mấy mẫu đó các bạn. Mấy mẫu xù ghen á. Rồi mình lấy cho bạn cái mẫu hình trái tim này, mẫu 160 phải không? Đây. Đó. Đây, mẫu 160. Su gan, thông hơi, có hình trái tim. Cái hồng này hả? Cái này 200 á hả? Cái mẫu 200 này phải không? Tình yêu. Làm gói não. Mẫu màu xanh. Mẫu màu xanh 180 hả? Nè cái mẫu này 180. Nè. Này mẫu này là 180. Đó. Đây còn mẫu này là 160. Mẫu này 160. Mẫu này là 200. Rồi, bạn lấy cái mẫu này màu xanh 108. Dưới của bạn là ba cái áo nữa nha. Ba cái áo dưới một bọc này 108 nữa. Rồi, ok gái yêu. Rất là đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Đó, mẫu này nó chỉ có 160 thôi. À, ghen thông hơi luôn. Thông hơi hai mặt chứ sao luôn. Vừa gái ơi, 54kg là vừa luôn. Bạn mình á, mình cũng 54-55kg nè. Trước mình 56-57 chứ giờ tụt ký rồi. Mặc quần tụt luốc hết trơn rồi. Còn 54kg hôm qua mới lên cân, còn có 54kg à. Chắc phải thúc lên mới được. Đó, mẫu này xu thông hơi nha. Đó, nó chỉ có 160 thôi, 10 cái luôn. 55kg đổ lại là mặc quần nha mấy chị. Rất là đẹp nha. 10 cái nhiều màu luôn, mặc rất là mát. Mua cái váy chống nắng luôn không chị? Nè váy chống nắng rất là đẹp nè, chỉ có 45.000 cái thôi. Dạ chào bạn Thanh Đan. Đó, váy chống nắng rất là đẹp luôn, chỉ có 45.000 cái thôi. Váy chống nắng riêng thì nó là 99.000 một cái nha. Đây, váy chống nắng riêng. Mẫu 160 à. Mẫu 160. Rồi ok chị. Dạ rồi ok chị.
Rất là đẹp nha. Đâu để em coi coi của chị ba cái áo à. Miễn ship cho chị luôn. Miễn ship như vậy trên 300 là em miễn ship hết. Trên 300 là em miễn tiền ship hết. Nhớ inbox giùm em địa chỉ nha chị. Miễn ship nha. Ba cái áo, hai bọc quần. 300 là em miễn ship hết. Chơi lớn với mấy chị luôn. Tại vì em không có lời nhiều đó, em không miễn ship mà thấy chị hơi mua nhiều quá thôi, em miễn ship cho chị luôn. Nó rất là đẹp luôn, mẫu áo su bằng tay nha, còn cái 34 ngay mấy tình yêu. Đó, màu đỏ nha. Đây. Size 34. Size 36 thì em chỉ còn có một màu này thôi. Đó, size 36 thì em chỉ còn có một màu này thôi nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. 10 cái này chỉ có 180 thôi. Mua váy chống nắng luôn đi chị. Mua nhiều về mặc cho đã chị ơi. Váy chống nắng rất là đẹp nha. Đó, chỉ có 45.000 cái. Quá rẻ luôn. Chụp màn hình lại. Rồi, ok chị yêu. Rất là đẹp luôn. Bạc Liêu, công tử Bạc Liêu. Đó, 10 cái này nghe, nó chỉ có 180.000. Thấy cái vàng ghen ở phía sau thôi là thấy khoái luôn đó mấy chị. Chọn cái vàng ghen nó là khoái rồi. Cái chỉ có 180 thôi. Mấy chị đi mua ngoài cũng có hai mấy ngàn cái. Mua 10 cái nhiều màu về mặt cho nó đã. Áo chống nắng luôn mấy chị. Áo chống nắng, váy chống nắng. Còn một cái quần hôm nay nghe mấy tình yêu. Còn một cái quần hôm nay duy nhất nha. Quần hôm nay đùi ghen. Đó, chỉ có 80.000 thôi. Còn có một cái duy nhất thôi. Chị nào hốt lẹ cho em tiễn cái hôm nay rồi đi giùm em mấy chị. Su su nha, áo su su nha mấy chị. Áo su su nha. Rất là đẹp. Còn mấy quần này nó mát dễ sợ luôn. Quen khó không hơi nè. Cầm mà thấy mát lạnh luôn mấy chị. Bạn ơi bạn bao nhiêu ký? Chị bao nhiêu ký thì em lấy size cho à. Một ít nó là khoảng 50kg đổ lại nha. Hai ít là khoảng 55-56kg đổ lại. Ba ít là khoảng 63-64kg đổ lại nha mấy chị. Em còn một, em còn có vài cái thôi. Chị mặc mấy ít để em lấy màu cho mấy chị coi. Rất là đẹp nha. Nó hai mặt nó là hai màu khác nhau nha mấy chị. Mấy chị bao nhiêu ký em mới lấy cho mấy chị coi được. Tại vì em còn ít à, em còn nhiều. Mấy cái thôi.
Một ít hả chị? Một ít là 50kg đổ lại nha. Bốn mấy 50kg á. Một ít như em còn có một cái à. Đâu rồi ta, có một ít rồi. Đây cái một ít này em còn một cái nè. Phía ngoài nó là màu này nha chị. À phía trong nó nè. Phía trong nó là màu xanh, có chai dâu, có hình cái đầu con mèo. Đó, một ít 70 ngàn một cái. Đó, phía ngoài nó là cái màu này nha. Đó, phía trong nó là màu xanh, có hình trái dâu, cái đầu con mèo nha chị. Con cái à, không còn con cái à. Một ít trên còn con cái à. Váy này chỉ có 45 ngàn cái nha mấy chị. Váy chống nắng này chỉ có 45 ngàn cái thôi, em còn 2 cái nha. Một ít em còn con cái nha mấy chị yêu. Không có L chị ơi, 1X, 2X và 3X. XL á. 1X là XL á chị. XL. XL. Một cái gì nhất? Một ít L, hai ít L, ba ít L, một ít hai ít ba ít là gì đó chị? Còn cái gì nhất ít L? Chị có lấy thì kèm theo số điện thoại giùm em nha. Phải không, nãy giờ chị chưa có mà phải không? Ít L chị, mẹ nói một ít đó. Con cái đó à, nó không có L không? Một ít L, hai ít L, ba ít L, hai ít. Cái này là chị, cái này là hai ít nè đó, với cái mẫu này hai ít nữa. Đây mẫu con thỏ ăn cà rốt hai ít. Mẫu này 2X nè. Phía trong đó nè. Phía ngoài. Đó 2X còn 2 cái à. Hai ít em còn 2 cái á, 3X thì em còn 3 cái. Trời ơi, 1X còn 1 cái, 2X còn 2 cái, 3X còn 3 cái. Sao xứng quá vậy trời. Thằng tròn nha mấy chị. Thằng tròn này là von nha. Chỉ có 40 ngàn cái thôi. Đây rất là đẹp. Tròn vô là siêu sang luôn. Chỉ có 70 ngàn một cái áo thôi nha mấy chị. Tròn vô siêu sang luôn nha mấy chị. Rất là đẹp. Áo 70 ngàn cái mấy chị yêu ơi. Đó, áo khoác chống nắng nha. Quấy chống nắng chỉ có 45 ngàn cái thôi, khăn tròn 40 ngàn. Đây áo su nha, một cái là 70 ngàn. Chia sẻ bài là một cái chỉ còn có 60 ngàn thôi. Size 36 là chỉ còn có màu này duy nhất. Size 34 thì nó còn có áo su bằng tay nha. Một cái áo su bằng tay. Áo sơ màu đỏ. Đây, áo sọc màu sọc đen. Mấy cái à, còn ít nè, không còn nhiều. Anh Thư Nguyễn Đồ. Lấy áo nào chị? Chị của chị là chắc là 2X ha.
năm mấy ký. Hay là chị muốn mặc rộng rộng hơn chút, chị lấy 3X. Chị cỡ em á, em là em mặc 2X á. Em cũng cỡ số ký đó là em mặc 2X á. 2X em còn 2 cái à. Một cái em đang treo, với một cái con thỏ này nè. Đẹp lắm. Chị lấy cái nào? 2X á. Hay là chị lấy cái 3X? Nè 3X. Vậy chị lấy 2X đi, chị bằng ký em nè, em mặc cũng có 2X à. Mỹ Anh Nguyễn lấy một cái áo khoác 3X. Nè em có 3 cái nè. Này là số 1 nha mấy chị. Số 2 nha. Đây là số 3. Đó chị comment đi rồi kèm thêm số điện thoại giùm em. Nha chị Mỹ Anh Nguyễn. Mỹ Anh Nguyễn. À chị Mỹ Anh Nguyễn nãy có mua rồi, có số điện thoại rồi. Chị số 3. Rồi ok chị. Đây số 3 3X. Giờ lại rồi 3X. Đẹp lắm mấy chị ơi. Còn mấy cái à, em hết rồi. Còn nhiều đâu. Có 70 ngàn một cái thôi. Chỉ có 70 ngàn thôi. 2X ta. 2X chị lấy cái nào? Cái em đang treo hay cái này? Mày ở đường Phan Đình Phùng Cần Thơ nha chị. Em ở đường Phan Đình Phùng Cần Thơ, ngay chỗ ngay chợ Tân An á. Em có mở shop, em ở hẻm 158, tới ngay đó điện em để em ra giao cho. Tám chục ký không có vừa chị ơi. Cái đang treo nè, nè gái ơi, cái đang treo đẹp lắm. À, phía trong nó nè. Đó. Nó hai mặt luôn. Đây. Cái mặt ngoài nó là hình hai con chuột khung nhau nè. I love you chuột chuột luôn nè. Đẹp lắm. Nè phía trong nè hình con mèo. Đó, 2X đó. Con cái này là màu đỏ. Không phải cái con thỏ. Con thỏ ăn cỏ nè, phía trong nó là màu hồng. Phía trong đó nè, phía trong đó là con mèo màu hồng nè. Đó, phía ngoài là con thỏ. Đó, chị lấy cái nào? Có 2 cái à. Còn 2 cái đó thôi. Năm chục ký đổ lại chị. Một ít nó 50 ký đổ lại. Bốn mấy ký rồi đó. 50 mấy ký vừa. Còn con cái à chị. Một ít em còn con cái à. Một ít em còn con cái này nè. Phía trong đó nè. Dưới 50 ký á. Một ít. Đẹp lắm, còn mấy cái thôi, đâu còn nhiều đâu. Rồi cũng khó cho mấy chị coi màu, cũng khó đó, tại vì có mấy màu. Cái nào? Cái này á, cái này hả mấy chị, cái này là con thỏ đây là, cái này là 2X nha. Này là 2X là khoảng 54-55 kg nè, đổ lại á. Là mặt vừa, 2X. Chỉ có 70 ngàn một ký thôi, rất là rẻ với mấy chị luôn. Trời ơi, mua ngoài mắt lắm mấy chị. Đó, còn cái đang treo cái này là cũng là 2X luôn. 2X, 2X còn có 2 bạn này thôi. Quay chống nắng nha, quay chống nắng chỉ có 45 ngàn một cái. Rất là đẹp. Một ít em chỉ còn có một cái à. Cái con thỏ kèm theo số điện thoại giùm mình nha bạn.
số điện thoại mới chốt hàng được nha bạn yêu. Minh Thi Võ. Có số điện thoại mà em mới chốt hàng được. Cho mình số điện thoại nha. Minh Thi Võ. Không một hai chín bảy năm một hai hai chín một. Đây bóc cho mình cái số, cái địa chỉ cho mình nha bạn. Ở xa mấy bạn phải hai sản phẩm cho lên mới ship nha, tại vì cái này nó là giá sỉ luôn rồi, ít quá xíu cũng được mấy gái ơi. Một cái loại nhà lấy giùm mình nha mấy bạn, mình ở đường Hoa Đình Phùng, Cần Thơ á, hẻm 158. Mua thêm áo su đi bạn, áo su đẹp nè, váy chống nắng nè, mình có váy chống nắng luôn. Váy chống nắng chỉ có 45.000 cái thôi, có váy chống nắng ghim nữa, váy chống nắng ghim thì 99.000 một cái, rất là đẹp luôn. Đó, mẫu áo là cực kỳ đẹp luôn nha. Đây xu bằng tay đây, chia sẻ bài đây là chỉ còn có 60.000 cái, nhấn một nút chia sẻ bài thôi là được 60.000 cái áo rồi. Rất là đẹp. Còn có mấy cái thôi mấy bạn ơi. Khăn tròn quá đẹp luôn. Khăn tròn, áo chống nắng, váy chống nắng, quần xì, áo vú, đẹp lắm mấy chị ơi. Váy chống nắng ha, còn cái này nữa nha, hai cái à. Đó. Áo 3X nha, 3X em còn hai cái, hai màu. Đây cái này là 1X, cái này là 2X. Còn có mấy mẫu thôi, mấy cái thôi, áo su luôn, su bàn tay luôn, rất là đẹp. Chỉ cần nhắn nút chia sẻ bài là mua cái áo này giá chỉ có 60.000 một cái. Mẫu áo mặc rất là mát luôn. Mấy mẫu áo này mặc cực kỳ đẹp. 3X là khoảng 63-64kg các bạn. 3X 63-64kg một vừa. Ba ít chỉ còn hai cái thôi. Đó, mình còn có hai cái hai màu nè. Phía trong của nó nè, cái này phía trong nó là màu đỏ nè. Hai cái à, 3X còn hai cái à. 1X thì còn một cái, 2X cũng còn một cái luôn. Mấy mẫu áo rất là đẹp luôn mấy bạn. Áo su rất là đẹp. Đó, su cây dù luôn, cây dù che nắng, che mưa, che luôn cặp nhũ luôn. Cái này duy nhất chỉ còn có size 34 nha mấy bạn, duy nhất chỉ còn size 34, chỉ có màu này thôi. Chứ size 36 là nó cũng kiếm, cũng không ra màu này đâu nha mấy chị. Còn 3 cái duy nhất đó thôi. Size 34, hết 3 cái đó thì cũng chỉ còn màu đỏ thôi, chứ không còn màu này nữa. Màu này xong về nó hiếm thôi vậy. Cây dù luôn, rất đẹp luôn. Mấy hàng xu này mặc mát lắm. Nếm về xu là mặc cực kỳ mát.
tu là trên tất cả. Duy nhất còn cái bằng tay nha, còn cái bằng tay 34 nha. Còn con cái bằng tay 34. Mấy chị mua gì nữa không? Mấy chị cho em xuống like nha mấy chị. Này là cái gin. Túi chà bá luôn. Chỉ có 99 ngàn một cái váy ghim, váy chống nắng ghim. Chị mua ngoài cũng phải trăm mấy ngàn cái. Hình trái tim rất là đẹp. Em xuống like nha mấy chị có vui lòng mấy chị coi lại giùm em, xong rồi mấy chị chụp màn hình lại gửi qua cho em, rồi mẫu nào em còn thì em báo giá với mấy chị nha. Giờ em xuống rồi em lo con cái rồi từ lưu không mít. Áo chống nắng 70 ngàn một cái nha bạn. Áo chống nắng 70 ngàn một cái. Một ít, hai ít và ba ít nha. Chỉ có 70 ngàn cái thôi. Một. Còn có mấy cái hả? Một ít còn một cái, hai ít còn một cái. Mình ở Cần Thơ nha bạn. Bạn ở đường nào? Ở đường nào mới được bạn ơi? Mình ở đường Phan Đình Phùng nha. Mình ở đường Phan Đình Phùng, Cần Thơ. Ở đường nào mới được? Hai lớp chị. Nào, hai lớp, hai mặt khác nhau luôn, mặt bề nào cũng được hết. Giờ tính xuống slide nè. Chị hỏi giờ ngồi đợi chút nữa. Đây hai mặt nha. Hai lớp hai mặt nha. Mặt nào cũng được, chỉ cần lộn lại là mặc được, chỉ cần lộn lại là mặc được thôi. Là thành như là mình mua một cái áo mà nó giống như là mình mặc ra hai cái áo vậy. Khu dân cư Thiên Lộc hả? Khu dân cư Thiên Lộc. Bên 586 hả bạn? Phải bên 586 không? Hai cái mua, mấy bạn mua hai món bất kỳ mình mới đi ship nha. Tại vì một món là mình không thể đi ship được nha. Một món là mấy bạn vui lòng qua nhà lấy giùm mình nha. Tại vì cái này là cái giá sỉ luôn rồi mấy bạn ơi. Hai món mình mới đi ship được. Một món là mình ship không nổi. 43kg là mặc 1x. 1x mình còn cái à. Nè phía trong nó là hình con mèo có trái dâu nè. Đó phía ngoài nó. Trời ơi. Phía ngoài nó nè. Đó ở ngoài là hình này. Đó phía trong nó là hình con mèo trái dâu. Chỉ có 70 ngàn cái thôi. 1x còn cái nha. 2x mình cũng còn con cái à. Mỹ Anh Nguyễn. Chị hồi nãy chị lấy cái 3x đó chị. Bây giờ chị lấy thêm cái 1x nữa hả? Phải không? Hồi nãy chị lấy cái 3x á. Bây giờ chị lấy thêm 1x nữa sao? Đó, nó tới hai mặt là mặt nào cũng được hết trơn. Giống như mấy chị mặc hai cái áo vậy. Dạ rồi, ok chị. Một cái duy nhất thảy cho bả luôn. Ok nha chị gái. Mình gửi bưu điện nha bạn. Tầm 30, 35.
có khi hai mấy ngàn á. Tùy xa gần ơi, bưu điện nó tăng cân ký á, mình mua hàng trên mạng mà mình mua nhiều quá nó sẽ rẻ hơn, nó ngợi hơn á mấy chị. Tại vì em cũng hay mua trên mạng á, xong rồi em mua nhiều nhiều mà, tại vì tính ra nó sẽ rẻ hơn. Mấy chị mà mua ít á, tính tiền ship cho mấy chị nó sẽ mắc đó. Mình mua nhiều quá cái bắt đầu cái mình tính vô tiền ship nó đâu có nhiêu tiền đâu, có mấy ngàn cái thôi. Cái này em nói thiệt, em cũng hay mua đồ trên mạng á, rồi em mua gì á em mua son, mua mỹ phẩm này kia, em mua lần nhiều nhiều nó ngợi hơn. Mấy chị mua mà ít ít cái nó tiền ship á đó. Mình còn 2x với 3x nha mấy tình yêu. Ây da, trời ơi trời, ngồi đau chân quá, già rồi xương cớ xương khớp nó, mỗi lần đứng lên ngồi xuống kêu góp 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 vậy. Em xé ra riết rồi mấy bịt mũ á nó rách mẹ trên trời. Rất là đẹp luôn, áo khoác hai lớp nha, mặc hai mặt luôn, mặt nào cũng được trơn. Giống như mấy mình mua một cái mà giống như là mình mặc được hai cái vậy. Tại vì mình mặc xong mình lộn lại ra cái khác rồi, đâu ai biết mình mặc một cái đâu. Nó có túi, có nón, có khẩu trang luôn. Rồi em xuống nghe like nha mấy chị, có gì hẹn mấy chị chắc tối nha. Sao mấy 7 giờ em lên nữa. Tạm biệt mấy tình yêu.